mới hoàn thiện xong cái con máy khâu sửa giày thủ công ấy. Thì cái này là cái đầu máy nhỏ nhá, đầu máy nhỏ là chuyên may mặt giày này. Bây giờ em thử cho bác xem nhé. Này, ngoài đã thử may từ mũi được luôn này. Đó, ngoài góc này từ mũi được luôn nhá, may nhanh hơn này. Đó, ngoài góc này. Đây là hai lớp da nhé, hai lớp da là rơi vào tầm 3 ly. Bình thường đối với những cái con mini này nhá, thì là chuyên để sửa mặt giày này, thì là các bác sẽ đùa vào như này này. Đây, đùa vào xong rồi là khâu, ví dụ như là cái đường chéo này của nó là theo cái hướng này này, thì là mình sẽ đùa vào để mình khâu chạy theo đường này thôi. Đây. Đấy. Đấy, xong rồi là mình xoay nó sang góc như này. Đây. Nó lại thành tiếp. Không giày không dép là không thể gấp vội được. Điều chỉnh từ mũi một đấy. Đây, các bác xem. Đây, đường khâu đường may nhá. Khi mình chỉnh là mình sẽ phải xoay nó đi. Đây. Xoay cái góc đi là mình sẽ có thể khâu may được ok nhé. Các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ inbox cho em sẽ tư vấn cụ thể cho nhé.